chồng của Hằng Du một trơm trớm nước mắt, tiết lộ lý do cả hai ly hôn có liên quan đến em ruột chiến thần. Đừng ai nấy đi vẫn quyết không buông tha vợ cũ, lôi chuyện quá khứ để kể lệ với dân tình, nhưng lạ đời lên la lại toàn được tặng váy. Bay ơi. Bật máy vào đi, lát anh qua đón đi chơi. Hằng Du Mục cũng bật chế độ chiến thần, tung bằng chứng để đáp trả màn lên tiếng của Tà Cưa, gây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Alo, bạn nói gì vậy? Alo. Sau nhiều ngày lên đàn bốc phúc Hằng Du Mục trên trang cá nhân hậu ly hôn, mới đây Tung Bằng đã chính thức lộ diện trên sóng livestream để thêm một lần nữa kể lại câu chuyện lùm xùm của mình. Xuất hiện trong video, Tung Bằng để lộ gương mặt có phần buồn bã, căng thẳng. Thế nhưng tưởng chừng sau bao nhiêu ồn ào đã gây ra với vợ cũ, Tung Bằng cũng dần chịu thay đổi được tính cách và chấp nhận sự thật sau khi bị cả vợ và bốn con khước từ. Song, trong suốt buổi live, Tà Cưa liên tục nhắc về những câu chuyện trong quá khứ, kẻ công của mình đã nâng đỡ cho vợ cũ, làm dân tình không khỏi phẫn nộ. Thậm chí, dù hiện tại đã chính thức đường ai nấy đi, Tung Bằng vẫn còn tỏ thái độ trách móc trước những việc làm trước đó của cô. Chưa dừng lại ở đó, Tung Bằng còn rơm rớm nước mắt khi tiết lộ lý do anh và Hằng Du Mục ly hôn lại có liên quan đến em ruột của cô là Quang Linh Vlog. Điều tôi không thể chịu đựng nhất chính là sự lừa dối và phản bội quá mức. Không quan trọng anh ấy là ai, là bạn hay là đối tác, cô ấy đã lừa dối tôi. Đó là lý do chính khiến chúng tôi ly hôn, chồng của Hằng Du Mục chia sẻ. Động thái lên tiếng của Tung Bằng càng làm người hâm mộ thêm phần dậy sóng. Bởi những ai đã theo dõi chị em ruột nhà Hằng Du Mục thì có thể thấy được mối quan hệ thân thiết chẳng khác gì những người thân trong gia đình của cả hai. Không chỉ với Quang Linh, chiến thần cũng luôn giữ thái độ vui vẻ, hòa đồng cùng những thành viên của team Việt Vi trong những lần cùng nhau hợp tác. Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ rằng, vì mối quan hệ thân thiết này mà anh đã 5 lần 7 lượt có thái độ ghen tuông quá mức với vợ cũ. Có thể thấy, mỗi lần Hằng Du Mục xuất hiện cùng Quang Linh, Tà Cưa lại chẳng thể nào ngồi yên mà luôn cho rằng cô có ý với đàn em của mình. Trước màn phân bua, nấu sói của Tung Bằng, người xem cũng thay nhau tràn vào tặng váy cho anh. Hành động này của dân tình cũng nhằm đáp trả cho tính cách khó chịu của Tà Cưa. Trong buổi lên sóng của Tung Bằng, không chỉ có khán giả Việt để lại bình luận phẫn nộ, Hằng Du Mục cũng tiếp tục có động thái lên tiếng khi chồng cũ trước lời nói thiếu căn cứ của anh. Thậm chí, người đẹp cũng quyết dí Tung Bằng đến cùng khi tung loạt bằng chứng có mặt trong tiệc sinh nhật cùng hai cậu con trai vào đúng ngày 3 tháng 8 vừa rồi. Trong khi Tung Bằng nhiệt tình lên tiếng tố cô bỏ bê con cái để về Việt Nam tổ chức tiệc mừng cùng những người đàn ông khác, Hằng Du Mục cũng khẳng định bản thân luôn ở cạnh các con trong những dịp đặc biệt, chỉ có duy nhất chồng cũ là không được mời. Chiến thần cũng kèm theo đó là dòng trạng thái dí dỏm để đáp trả, hình như sinh nhật năm nay của mẹ con mình phận với nhau con nhỉ, chán ai đó lắm. Trước bằng chứng của Hằng Du Mục, dân tình cũng không khỏi thích thú vì chuyến này Tung Bằng lại một lần nữa quê quá quê. Mặc dù chẳng ai lên tiếng bênh vực, nhưng Tung Bằng vẫn cứ thích kể lể mãi chẳng chịu thôi. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.